chính là một bằng chứng tuyệt vời cho việc làm thế nào mà một con sư tử cái có thể bắt một con mồi to lớn bằng cách sử dụng địa hình một cách thông minh. Một đàn sư tử đang theo dõi một bầy hươu cao cổ đi qua đồng cỏ. Đàn này gồm một con đực, một số con cái và những con. Bây giờ đang là giữa trưa và trời rất nóng. Cỏ mọc rất thấp, không có chỗ ẩn nấp để rình rập một con thú to lớn và cảnh giác như con hươu cao cổ. Khi chiều muộn, cả đàn bắt đầu di chuyển vào trong rừng. Con sư tử cái này đang chăm chú theo dõi. Nó là một con thú săn mồi rất cừ khôi và đầy kinh nghiệm. Có hai yếu tố thay đổi: bóng tối và địa hình trở nên đặc biệt thuận lợi đối với sư tử. Cả đàn sư tử bám theo một cách nhẹ nhàng vào trong rừng. Sự thờ ơ ban nãy đã được thay thế bằng sự tập trung cao độ. Con sư tử cái đuổi đàn hươu cao cổ, buộc chúng phải chạy vào khu vực nguy hiểm trong bóng tối. Bị con sư tử cái làm cho hoảng loạn, một con hươu vấp vào một khúc cây và ngã xuống. Con của nó chạy đè lên trên. Bầy sư tử đã đoán được tình huống này. Con sư tử cái vồ lấy con mồi. Những chiếc răng nanh nhọn của nó cắm ngập vào họng làm cho con mồi ngạt thở. Phải mất 20 phút sau, con hươu mới tắt thở. Trong khi đó, con non bị bỏ rơi hoảng sợ đang ngơ ngác quay lại tìm con hươu mẹ. Con sư tử cái thứ hai chỉ chờ con mồi vào chỗ mai phục là nhẹ nhàng tóm gọn. Thông thường, hươu cao cổ là con mồi rất khó và nguy hiểm. Tuy nhiên, con sư tử cái kinh nghiệm biết cách lợi dụng sơ hở của con hươu bằng cách tấn công trong rừng rậm khi trời tối. Những loài vật hay bị săn mồi cũng phải học cách dùng địa hình để tẩu thoát khỏi kẻ săn mồi. Loài linh dương nước đã tìm thấy nơi ẩn nấp an toàn trong một đầm nước để tránh sự săn lùng của bầy sư tử. Chừng nào những con linh dương còn nằm trong nước, bọn sư tử không thể tấn công được. Có lẽ chúng không thể ước lượng được độ sâu và rất thận trọng khi xuống nước. Do đứng lên, con linh dương này đã phạm phải một sai lầm hết sức nguy hiểm là làm cho bầy sư tử biết được độ sâu của nước. Điều này đã thúc đẩy phản hồi ngay lập tức từ phía con sư tử cái đầu đàn.
Nước sâu làm cho việc giết con linh dương trở nên một công việc khó khăn hơn. Con sư tử phải giữ được con linh dương, lôi nó vào vùng nước nông, nơi có thể cắn chết con mồi. Những con sư tử còn lại rất thận trọng khi xuống nước. Chúng chờ con sư tử cái kéo con linh dương lên bờ. Khi đã giết được con mồi, con sư tử cái vẫn ở dưới nước. Nó không muốn chia sẻ con mồi với những con sư tử kia. Cuối cùng thì cái đói đã chiến thắng bầy sư tử. Chúng tiến lại cái xác. Mỗi con giành lấy cho mình một bữa ăn từ con vật xấu số. Đối với quá nhiều con sư tử như thế này thì chỗ thức ăn sẽ hết rất nhanh và trong ngày chúng sẽ lại phải tiếp tục kiếm mồi. Từ trên cao, hai con sư tử cái đang theo dõi một đàn linh dương lớn và ngựa vằn đang gặm cỏ gần đó. Vì cỏ mọc thấp và với quá nhiều con mắt cũng như đôi tai cảnh giác, việc rình mồi là rất khó khăn. Không còn nghi ngờ, một cơ may là rất quan trọng trong một cuộc săn mồi thành công, nhưng quan trọng hơn chính là khả năng phát hiện ra may mắn đó và biến cuộc tấn công thành một chiến lược đầy thử thách và có hiệu quả, giữ cho kẻ đi săn chỉ cách con mồi chừng một bước ở phía trước. Một con sư tử cái lượn một vòng quanh bầy thú đang gặm cỏ, trong khi đó, một con khác đứng chờ đợi một cách công khai. Bất ngờ, nó đến một vị trí ngay trước bầy thú, trong một bụi cây rậm dọc theo dòng sông. Con sư tử chị em của nó ước lượng sự di chuyển của bầy linh dương, tốc độ gặm cỏ và khoảng cách từ con sư tử đang mai phục. Khi đã xác định rằng chiếc bẫy đã được giăng, nó lao ra ngay trước bầy linh dương. Cơ thể nó hoàn toàn thả lỏng và rất tự nhiên, không có dấu hiệu của sự rượt đuổi. Có vẻ như nó muốn nói, đừng ngại, tôi chỉ dạo chơi thôi mà. Tuy nhiên, hướng đi của một cuộc dạo chơi của nó lại hoàn toàn không vô tư chút nào. Thực tế, nó thay đổi dáng điệu để làm cho những con linh dương không sợ hãi khi đi đến chỗ con sư tử kia. Vô tình, bầy linh dương tiến thẳng đến chỗ kẻ mai phục. Những con linh dương chỉ tập trung chú ý vào con sư tử đang đi lững thững mà không hề nhận thấy nguy hiểm đang rình rập.
Con báo màu nâu sáng này đứng như hóa đá trong bụi cây, màu lông của nó hòa lẫn với màu sắc xung quanh. Những con linh dương ngốc nghếch vẫn hoàn toàn không biết gì. Những con thú trong đàn lớn thường yểm trợ cho nhau để có thể chạy trốn. Kỹ năng săn mồi thay đổi một cách ngẫu nhiên, và lúc này là một động tác đánh lừa đầy chủ ý và mang đến cho hai con sư tử cái một phần thưởng. Mưu kế được cả kẻ săn mồi lẫn con mồi sử dụng triệt để. Linh cẩu là một bậc thầy trong nghệ thuật này. Một con linh cẩu cái tinh khôn đã phát hiện ra rằng trong mùa sinh sản, những con linh dương thường bị mệt mỏi trong cái nóng của ban ngày. Chúng thường nằm xuống và ngủ ngon lành. Điều này tạo cơ hội cho một con thú săn mồi thông minh và kiên nhẫn. Để không đánh động con linh dương, con linh cẩu cần phải chờ đến khi cái nóng ban ngày bắt đầu có tác dụng. Những con còn lại trong đàn vẫn đứng thờ ơ ở phía xa gần khu rừng. Để tránh cái nóng, nó nằm trong một cái vũng bùn gần đàn thú. Con linh dương đang nằm xuống. Con linh cẩu bắt đầu nhẹ nhàng đi ra. Cũng giống như sư tử cái, bộ dạng của nó như muốn nói, đừng lo lắng, tôi không hề nguy hiểm, tôi chỉ đi về hang thôi. Cách duy nhất để con linh cẩu cái truyền đạt kinh nghiệm cho thế hệ sau là một bài học thực tế. Thật thú vị, con linh cẩu con theo dõi sát sao hơn tất cả những con khác. Con linh dương mệt mỏi, không hề để ý đến con linh cẩu. Một khi con linh cẩu cái đã chú ý vào con mồi đang ngủ, bước đi lững thững tự nhiên của nó trở thành những bước nhón chân nhẹ nhàng. Ngay khi con linh cẩu tóm được con linh dương, cả đàn bắt đầu hưởng ứng. Chỉ khi theo dõi động tác của chúng, ta mới thấy được cấu tạo quá tuyệt vời của con linh cẩu. Phần thân trước mạnh mẽ kết hợp với hàm răng cực khỏe, biến nó thành một bộ máy săn mồi hoàn hảo. Quyết liệt không rời con linh dương con mẹ có một động tác quyết định để đối phó lại sự tấn công liên tục của con linh cẩu. Không giống như loài linh dương đầu bò châu Phi dám thách thức loài báo, con linh dương đầu đàn này chẳng làm gì để bảo vệ con cháu của mình cả. Trong một phạm vi nào đấy, thì việc bao vây mang tính bản năng cũng đóng một vai trò trong việc bảo vệ con cái. Con linh dương mẹ đã ngay lập tức bảo vệ con của mình khi bị con linh cẩu tấn công. Nó có một cặp sừng đáng nể để yểm trợ. Liệu con mẹ có dám liều mạng cứu con non khi nó không có một thứ vũ khí nào?
Một con báo cái đã chú ý đến một con linh dương con. Con mẹ có thể sẽ là đối thủ đáng gờm đối với con báo, nên việc đầu tiên là con báo phải tách ly con linh dương mẹ và con của nó. Mặc dù không có sừng, tình mẫu tử mãnh liệt đến nỗi con mẹ ngay lập tức đến cứu con. Việc tự vệ đối với những loài động vật lớn như linh dương nước là một sự lựa chọn, nhưng còn đối với những loài linh dương nhỏ hơn như loài linh dương châu Phi này, nó phải lập mưu cho những giải pháp tự vệ thông minh. Một con báo phát hiện ra một con linh dương cái đang đứng một mình. Ngay cạnh nó là một con linh dương mới sinh đang được giấu trong cỏ. Con linh dương mẹ bỏ chạy ngay trước mặt con báo, dụ nó đuổi theo, lôi mối hiểm họa ra xa khỏi linh dương con đang ẩn nấp một cách hiệu quả. Đây là một mưu kế đã được tính toán trước. Không bao giờ con linh dương để con báo đến được khoảng cách đủ gần để bắt được nó. Khi con linh dương cảm giác khoảng cách đã an toàn với con báo, nó bắt đầu đá hậu một cách phô trương lòng can đảm của mình. Đá hai chân sau lên cao không khí, nó đang nói cho con báo rằng nó rất nhanh và mạnh, đừng đuổi theo nó nữa. Mưu kế này sẽ tiếp tục đến khi thành công, cho đến khi con báo từ bỏ cuộc săn mồi. Khoảng cách so với chỗ con linh dương non đang ẩn náu an toàn trong đám cỏ là 500 mét. Liệu rằng con mẹ có chỉ đảm bảo cho con của nó việc nên nằm im hay bỏ chạy, hay đó chính là một hành động bản năng của chúng? Một con khác cũng đang giấu đứa con của mình trong cỏ, nhưng tình huống ở đây lại khác. Nó không thể một lúc đánh lừa được cả bốn con báo. Nó quyết định bỏ chạy là giải pháp tốt nhất. Liệu có phải con linh dương mẹ lúc nãy thông minh hơn, kinh nghiệm hơn hay chỉ là gặp may? Dù thế nào đi chăng nữa, thì sự tiến hóa chắc chắn sẽ thưởng công cho những cách xử trí thông minh. Thách thức cho tất cả những con thú săn mồi mẹ đang nuôi con là những gì được dạy và học thông qua kinh nghiệm. Rình rập vồ mồi thuộc về bản năng, nhưng kỹ năng giết chết con mồi cũng là điều quan trọng. Phải học được cả việc lựa chọn con mồi, những con thú bị thương và thậm chí cả những xác chết để dành cho những con thú non chưa có kinh nghiệm. Chúng thường bắt những con mồi nguy hiểm hơn. Một con báo mẹ và ba con báo con mới lớn đang theo dõi một đàn lợn rừng. Con báo mẹ biết rõ con lợn rừng mẹ sẽ bảo vệ đàn con của mình quyết liệt đến đâu, nhưng những con báo con vẫn phải tham gia bài học này. Con lợn mẹ này rất có kinh nghiệm. Nó giữ đàn con ở gần những cái hang phía trên. Những cái hang này là những lối thoát hiểm một cách nhanh chóng. Những con báo con không thể kiềm chế được đã đuổi theo những chú lợn lòi. Con báo được con phát hiện ra tính cách hung dữ của con lợn lòi mẹ.
Khom người lại, con báo con làm nó trông to hơn và việc tấn công của nó nguy hiểm hơn. Khi con lợn mẹ quay ra để đương đầu với nó liền rút lui. Con báo mẹ biết rằng nó phải bảo vệ đàn con của mình bằng cách vô hiệu hóa con lợn lòi mẹ. Bằng những động tác khác nhau, con báo mẹ quần thảo vùng đất phía dưới chân nó tạo ra những tiếng động và đám hỗn loạn. Nó cố gắng đánh lạc hướng con lợn mẹ để con báo con có thể tự do đuổi những con lợn con. Lúc này, những con lợn con đang nhanh chóng tìm đường tháo chạy. Những con báo con phối hợp bắt con lợn thứ nhất. Con thứ hai chạy thoát vào trong hang của nó. Một con báo con đã theo nó chạy vào bên trong, một hành động nguy hiểm. May mắn thay, sự dũng cảm trẻ con của nó đã được đền đáp. Chiến thuật ly gián của con báo mẹ đã giúp cho những con báo con có được một bài học quý báu trong quá trình luyện tập để trở thành những kẻ săn mồi hữu hiệu. Những con thú săn mồi có sức mạnh và điểm yếu khác nhau. Một số con nhanh hơn và khỏe hơn, những con khác lại có trí thông minh vượt trội hơn. Một con thú săn mồi kinh nghiệm đôi khi biết lợi dụng sức mạnh của chính địch thủ của mình. Bị một con sư tử cái theo dõi, một con linh cẩu đang đi tha thẩn gần chỗ con lợn mẹ và đàn lợn con. Trông dáng vẻ của nó không có dấu hiệu là nó đang đi săn mồi. Tuy nhiên, con sư tử cái này biết thừa mánh khóe của nó. Con sư tử cái cũng biết rằng với tốc độ nhanh hơn hẳn của nó có thể bắt được con lợn con ngay sau khi con linh cẩu cô lập con lợn con ra khỏi con mẹ. Con lợn mẹ chống trả ngay lập tức. Cơ hội thoát chết duy nhất của những con lợn con phụ thuộc vào hành động khó tin này. Con lợn mẹ sẽ không do dự tấn công lại con linh cẩu, nhưng nó lại phân vân khi tấn công lại con sư tử cái. Nếu nó chết, có nghĩa là tất cả con của nó cũng sẽ chết theo. Con linh cẩu chơi một chiêu bài khác, nó kêu gọi sự giúp đỡ. Một vài con linh cẩu có thể đuổi con sư tử cái ra khỏi con mồi. Còn con sư tử cái thì ra sức ăn càng nhanh càng tốt, để khi những con cứu viện đến thì sẽ không còn gì để đuổi nó đi vì thịt đã bị chén sạch.
Sinh sản là thời điểm nguy hiểm nhất đối với các loài bị săn mồi. Thường thường, chúng chọn buổi sáng và trong suốt thời gian nóng bức ban ngày, khi mà hầu hết những con thú săn mồi ít hoạt bát nhất. Trong khi một số con linh dương cái đứng canh gác, con linh dương mẹ này đang sinh con trên một bãi cỏ rậm vào khoảng 10 giờ sáng. Cuộc sinh nở kéo dài 45 phút. Ăn hết nhau thai, con mẹ liếm hết mùi hơi của con non để làm giảm tối đa nguy cơ bị phát hiện. Chỉ trong vòng nửa giờ, con linh dương con có thể đứng dậy và bú mẹ. Vào chiều muộn, hai con báo đang đứng quan sát cả đồng cỏ từ một vị trí thuận lợi trên một cái cây. Với khả năng quan sát xa đáng nể, chúng đã phát hiện ra con linh dương mới sinh. Ngay lập tức, một con rời vị trí. Dường như con báo sẽ tìm cách giết con mồi một cách nhẹ nhàng nhất. Con linh dương mẹ vô hiệu hóa con báo bằng cách chống trả quyết liệt để bảo vệ con linh dương non. Tấn công là cách phòng thủ hữu hiệu nhất. Theo quan điểm của loài báo Jepa, không cần thiết phải liều lĩnh nếu có thể bắt được một con mồi khác ở gần đó dễ dàng hơn. Đánh lạc hướng con mồi là một kỹ thuật mà tất cả những loài thú săn mồi tập thể sử dụng. Con báo mẹ và ba con báo con đã trưởng thành đang theo dõi một đàn nai từ một vị trí thuận lợi trên một tổ mối. Con sư tử đực con đang định bắt những con nai. Rất sốt sắng, nó tiếp cận rất nhanh và con nai bỏ chạy làm cho nó bị lỡ bước. Một con báo có kinh nghiệm sẽ từ bỏ cuộc săn mồi này, nhưng con báo say mồi này vẫn tiếp tục ý định săn đuổi đàn nai mà giờ đây đã trở nên hết sức cảnh giác.
có một sự thay đổi khá tinh vi. Đàn nai đã quá cảnh giác với con sư tử con hiếu thắng mà quên mất ba con khác vẫn đang đứng trên tổ mối. Trong nháy mắt, con báo tạo ra một kế đánh lạc hướng hữu hiệu. Bây giờ, con báo mẹ khôn ngoan mới trượt xuống một cách nhẹ nhàng. Tốc độ của nó trên mặt đất cho phép nó đi được 2/3 quãng đường đến chỗ con nai con trước khi con nai phát hiện ra cuộc tấn công. Với tốc độ 60 km/h, con báo nhanh chóng vồ được con nai, lướt một cách nhẹ nhàng và phần thưởng đã thuộc về nó. Trong những tuần tiếp theo, chiến dịch đánh lạc hướng một cách tình cờ này vẫn được những con báo này áp dụng hết lần này đến lần khác với những kết quả thật tuyệt vời. Quan sát, nghe ngóng và đánh hơi, cả ba giác quan này đều phát triển rất hoàn hảo trong cơ thể của loài thú săn mồi. Con báo con này không nhìn thấy con mồi, nhưng giác quan nhạy bén của nó mách bảo rằng có gì đó trong bãi cỏ trước mặt. Một cái khớp nhỏ trên vành tai giúp nó xác định vị trí con mồi. Nó vồ mồi mà không hề nhìn, một chiến thuật mạo hiểm, và lôi ra một con trồn đuôi trắng. Việc nó không chén con mồi là một bằng chứng cho thấy thực phẩm không phải lúc nào cũng là nguyên nhân thúc đẩy việc săn mồi. Tất cả những con thú săn mồi đều có bộ lông giống hệt với môi trường tự nhiên mà chúng săn mồi. Những đốm và sọc vằn đã làm lẫn lộn màu sắc của những kẻ sát nhân này. Không loài nào có được sự ngụy trang tốt như loài báo. Đối với những con mồi nhỏ, nó cắn ngập răng nanh vào đốt sống cổ từ phía sau, làm cho con mồi chết ngay lập tức. Tốc độ, sức mạnh, tính kiên nhẫn và đặc biệt là khả năng ngụy trang với môi trường xung quanh đã đem lại một chuyến săn mồi thành công. Con báo này săn mồi rất giỏi, nhưng nó đang bị một con linh cẩu từ phía xa và một con sư tử cái đứng trên một mỏm đá theo dõi. Sự phân chia cấp bậc trong loài săn mồi, con báo đứng ở hàng cuối cùng. Nó bị các địch thủ của mình giành mất mồi nhiều hơn tất cả các loài săn mồi khác. Con báo phải nghĩ ra một kế đánh lừa cả hai đối thủ của mình, hoặc nó phải từ bỏ cuộc chơi. Một con nai và con của nó đang trong tầm ngắm. Con báo bắt đầu một cuộc đuổi bắt dài 400 mét. Do cố gắng tránh con báo, con nai bị vấp. Vào lúc con nai bị bắt, nó đã nằm ngoài tầm ngắm của cả con sư tử lẫn con linh cẩu. Con sư tử và con linh cẩu ngay lập tức lên đường để thăm thú xem cuộc săn có thành công không.
Bây giờ, con báo này phải cắn nghẹt thở con nai, giấu nó vào trong cỏ và chạy khỏi con mồi trước khi những tên cướp kia kịp đến. Sau đó, thuyết phục chúng rằng nó đã thất bại. Đến trước, con sư tử cái cố gắng đánh hơi con mồi. Thái độ của con báo như muốn nói rằng, tôi đã thất bại, tôi chẳng có gì để giấu giếm cả. Tiếp đến là con linh cẩu, nó cũng lại bắt đầu đánh hơi vị trí cái xác của con mồi. Nó thăm thú vị trí của con báo và đã không thành công. Con báo đã đánh lừa được cả con linh cẩu và con sư tử. Nhưng lại có thêm một kẻ khác tham gia trò chơi này. Một con chó rừng lưng đen đã nhìn thấy con báo bắt con nai và biết cả chỗ nó cất giấu. Cùng với con bạn của mình, chúng tiến thẳng đến chỗ xác con mồi. Con sư tử thất vọng đã đuổi theo con báo vì đã nhử nó ra khỏi vị trí. Tin rằng chuyến săn đã thất bại, con sư tử bỏ đi. Vì còn mải việc che giấu nên con báo vẫn chưa làm cho con nai chết hẳn. Nó vẫn còn sống và dĩ nhiên là con chó rừng kết thúc nốt nhiệm vụ. Con báo nhanh chóng quay lại chỗ con mồi. Lúc này, chó lại trở thành kẻ bị săn. Nó phải chạy để thoát thân. Bằng một mưu kế khôn ngoan, nó chạy đến nấp sau một cái cây để vô hiệu hóa tốc độ của con báo. Và đến lúc thuận lợi, nó bỏ chạy. Khi con báo quay lại chỗ cái xác, thì đến lượt con chó kia quấy nhiễu nó. Hành động của con chó và con báo không qua mặt được con linh cẩu. Nó vẫn theo dõi một cách kiên nhẫn. Nó đã phán đoán một cách chính xác là nếu như có chó rừng xuất hiện, thế nào cũng có xác con mồi. Nó chọn lúc ra tay và nẫng đi bữa ăn. Trí thông minh, tài quan sát và tính kiên nhẫn đã chiến thắng sự nhanh nhẹn và sức mạnh. Một con thú săn mồi đơn độc thường dễ bị tấn công hơn là những con thú có bầy đông và kết hợp săn mồi tập thể. Một con báo được con vừa bắt được một con linh dương. Một con khỉ đầu chó to lớn đang theo dõi và nó quyết định thử khả năng bảo vệ con mồi của con báo. Vừa dậm chân, con báo vừa đuổi con khỉ đi. Con khỉ đầu chó thông minh bắt đầu chuyển sang phương án B. Nó kêu gọi sự giúp đỡ của những con khỉ đực khác trong đàn. Với lợi thế về số đông, những con khỉ đầu chó đã dễ dàng đuổi con báo ra khỏi xác con mồi.
Thường thì những con khỉ đầu chó sẽ chia thức ăn với nhau, nhưng thịt tươi là một món ăn tuyệt vời, nên con khỉ đực có vẻ không muốn chia sẻ với những con khác. Cũng giống như con người, hợp tác và tính ích kỷ vẫn luôn tồn tại một cách hài hòa. Vậy còn nhiệt độ và thời tiết có đóng góp phần nào trong thành công hay thất bại của cuộc săn mồi không? Bình thường, khi thời tiết nóng bức, những kẻ săn mồi không thích phung phí năng lượng vào việc săn bắt. Rất nhiều con sẽ đợi đến khi mát mẻ của ban đêm, khi đó màn đêm sẽ che chở cho những bước đi của chúng. Mưa là điều kiện lý tưởng cho các cuộc săn mồi. Một con thú săn mồi kinh nghiệm biết rằng trong cơn mưa, các giác quan của con mồi thường không tinh và lợi thế đặc biệt nghiêng về phía kẻ đi săn. Những con linh dương, ngựa vằn và nai thường cúi đầu và quay lưng về hướng bão. Trong cơn mưa, nó di chuyển thật nhanh nhẹn. Phần thưởng của nó là một con nai. Dựa vào bản năng và khả năng thích nghi và học hỏi, những kẻ săn mồi đã tồn tại qua hàng trăm ngàn năm trong mọi hoàn cảnh thiên nhiên. Trong số tất cả những loài săn mồi lớn ở lục địa châu Phi, loài chó săn Cape có lẽ là loài ngu nhất. Nhưng thật nực cười, nó cũng là người thợ săn cừ khôi nhất trong tất cả những kẻ săn mồi tài giỏi mà nay còn rất ít. Bị cho rằng là những tên sát nhân tàn ác và hung dữ nhất, chúng đã bị bắn, trúng độc, săn đuổi và hành hạ khắp nơi trên lục địa châu Phi. Những nghiên cứu gần đây trên các bộ phim đã cho thấy chúng là những con vật cần được bảo vệ và chăm sóc. Khi dân số trên hành tinh đang bùng nổ tiến đến con số 10 tỷ người, môi trường sống của loài chó hoang này hay bất cứ con thú săn mồi nào khác cũng đều bị thu hẹp lại. Liệu cái chết của con vật này có gây ảnh hưởng gì đến tương lai hay không? Chỉ với một thái độ đúng đắn hơn với môi trường, một tri thức và sự hiểu biết, chúng ta có thể ngăn chặn được nguy cơ của sự tuyệt chủng. Chúng ta phải hiểu rằng đấy không chỉ là sự tuyệt chủng của loài chó hoang, mà rộng hơn, đó là sự sinh tồn của chính chúng ta đang lâm nguy.